chào các bác. Hôm nay là Chủ nhật 15 tháng 5. Trời hơi ấm u một chút. Mới ăn cơm trưa xong. Tân với Mỹ Linh bây giờ sẽ đang chuẩn bị đi ra để đi hiking ở cái park gần nhà. Chuẩn bị tập thể lực một chút để chuyến đi tháng 6 này đi ra đảo Channel Islands. Ok. Đường đi từ nhà lên tới Ralph B. Clark Park khoảng 16 phút, 7.3 mile. Tân đi đường dưới, đi đường trong, không có đi freeway. Từ nhà đây ở Bắc Anaheim, Tân đi ra đường Euclid, xong rồi tới Malvern quẹo trái, xong rồi cái tới Gilbert quẹo phải, rồi lên tới Rosecrans bẹo trái, đi một chút là tới cái park Ralph B. Clark Park ha. Đó là lộ trình của mình. Stop đầu tiên là mình tới là nó gọi là West Ridge Sherman Hills Trail. Mình chỉ tới cái trailhead của nó. Nó nằm ở trên đường Rosecrans đối diện với lại cái Ralph B. Clark Park. Thì thật ra mình tới đang tới đây đậu xe là ở cái park đối diện. Nó có một cái park nhỏ đối diện, có mấy cái sân baseball và tennis người ta chơi ban đầu ở đó, rồi từ cái parking lot đó mới đi bộ lại cái trailhead của West Ridge Sherman Hills Trail khoảng 1/4 mile nữa. Thì cái đó là cái stop đầu tiên của mình nha các bác.
giờ cái stop thứ nhì của mình sẽ là La Mirada Community Regional Park. Thì từ Ralph D. Clark Park mình lái thêm khoảng 6 phút nữa, khoảng 2.5, 2.4 mile nữa thôi các bác, thì mình tới cái park thứ nhì. Cái park này nó có cái hồ đẹp đó. Đó, đó là cái stop thứ nhì của mình. Thank you.
tới cái khúc đầu hồi nãy mình mới vừa xuống, xuống ngay cho bờ hồ nè các bác. Đi một vòng của cái bờ hồ này cũng khoảng nửa mai hơn. À, quên để bật cái software lên trên cái đo.